Kính thưa toàn thể quý vị, và nối tiếp chương trình giao lưu hát với nhau tại sân khấu ca cổ nhạc Biên Dương tối đêm nay, gửi lời xin được mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, ca khúc được mang tên Điều Hò Trao Duyên. Và với ca khúc này, chúng ta sẽ được lắng nghe qua tiếng hát của Phạm Thảo, và xin mời Kim Tiến lên trợ diễn. Thêm nàng dâu má hồng
thân đơn nghĩa đơn thân phụ thể. Cảm ơn bà con.